Hello, xin chào mọi người đến với channel của mình. Mình là bên công ty trách nhiệm bạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các một sản phẩm, đó chính là giấy ghi nhiệt 32 ngày của hãng Sato các bạn ha. Mã là 721084, là được thay thế cho mã 721064 cũ các bạn ha. Và được đổi màu thành từ màu trắng đen sang màu trắng nâu đỏ. Đó, đây là trước mắt bạn là giấy ghi nhiệt và nhập khẩu được phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên, là phục vụ rất quan trọng để kết hợp ghi lại phản ứng nhiệt độ ẩm trên nhiệt ẩm kế tự ghi 721000 sigma 2 trong phòng thí nghiệm nhiệt kế tự ghi 721000 Sato, rất được ưa chuộng cho việc ghi lại độ ẩm và nhiệt độ. Khang Kiên là đơn vị phân phối sản phẩm Sato số 1 Việt Nam và được sản xuất tại Sato và Nhật Bản các bạn ha. Là giấy ghi nhiệt ẩm sử dụng cho máy ghi nhiệt độ ẩm sigma 2 loại thạch anh 721000 do Sato sản xuất. Khoảng ghi nhiệt là từ âm 15 đến 40 độ C. Đó, độ ẩm là từ 0 đến 100 độ C, với mã là 721084, thay thế cho mã cũ là 721064. Có cách đóng gói là một hộp là gồm 55 tờ các bạn ha. Và ứng dụng là nhiệt kế để ghi chép dữ liệu độ ẩm nhiệt độ. Ai có nhu cầu xin vui lòng liên hệ với website maydothinghiệp.com.vn hoặc khangkien.com.vn qua hotline 0938 222991 hoặc 0936 620757. Xin cảm ơn mọi người.